Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu tới một khái niệm nữa cũng khá là mới, nó chỉ xuất hiện ở trong phiên bản JavaScript ES6 trở lên mà thôi. Thì cái thằng này nó có tên là temporal dead zone. Thì cái từ này nếu mà chúng ta dịch ra tiếng Việt thì nó cũng sẽ không có rõ nghĩa lắm ha. Zone tức là khu vực, dead tức là chết, còn temporal tức là tạm thời, có nghĩa là một cái khu vực chết tạm thời. Thì cái chữ chết ở đây nó mô tả tới việc là chúng ta không thể truy xuất vào một biến để lấy giá trị ra cũng như là gán giá trị vào nó là một cái khu vực tạm thời thì sau đó chúng ta mới có thể gán được biến và lấy giá trị thì cái thằng này nó liên quan tới cái từ khóa là less và từ khóa constant ở trong JavaScript ha nó sẽ khác hoàn toàn với từ khóa va nha từ khóa va chúng ta đã học rồi ha chúng ta có thể in ra trước khi khai báo nó sẽ là undefined và sau khi khai báo thì nếu chúng ta gán giá trị thì nó sẽ có giá trị còn riêng đối với từ khóa less và constant á, chúng ta không được phép in ra cũng như là gán bằng trước khi chúng ta khai báo thì kiến thức này các bạn có thể truy cập lên Google để search và vào trong cái tài liệu ở đây để mình đọc thêm ha. Ở đây mình sẽ search cái từ khóa là temporal này. Và thường nó sẽ viết tắt bởi cái từ là TDG. Thì nếu như các bạn đi phỏng vấn hoặc là gặp một cái câu hỏi nào đấy liên quan tới cái TDG này thì các bạn cũng nên biết nó nhắc tới kiến thức nào ở trong JavaScript. Ở đây mình sẽ có một cái ví dụ như sau. Giả sử chúng ta có một cái từ khóa less khai báo ở trong cái file tdg.js thì khi mà mình chạy cái file này lên rõ ràng nó sẽ khởi tạo ra một cái tầm vực mới đúng không cái tầm vực đó nó có tên là script đúng không tầm vực script tại vì cái file này được khai báo từ khoa less ở trong cấp bự nhất nó không phải là va va mới được vào global ha còn less nó sẽ nằm trong tầm vực của script rồi sau đó nếu chúng ta khởi tạo ra thêm một tầm vực mới thì cái này mình sẽ coi nó chính là cái block ha một cái tầm vực của block và cái cái khu vực TDG nó sẽ luôn luôn khởi tạo khi mà chúng ta bắt đầu một tầm vực mới và bên trong đó mình có, có sử dụng từ khóa less ví dụ ở đây mình có dùng từ khóa less thì khi nó khởi tạo cái tầm vực mới thì nó sẽ tạo một cái khu vực dead zone ở chỗ này thì trong cái khu vực này á chúng ta sẽ không thể nào truy cập được vào cái biến cũng như là gán biến đó cho một giá trị và khi mà chúng ta khởi tạo biến này bởi từ khóa là less hoặc là từ khóa constant chúng ta chỉ cần khởi tạo thôi ha chứ không nhất thiết phải gán giá trị thì tại thời điểm này nó sẽ kết thúc cái khu vực chết tạm thời đó và sau đó chúng ta mới có thể in ra cái biến này ví dụ ha ở đây mình sẽ in ra cái thằng a này và chúng ta chạy thử thì ngay lập tức nó sẽ không giống với từ khóa va đúng không từ khóa va nó sẽ ra undefined còn từ khóa a thì nó sẽ báo lỗi luôn lỗi cú pháp luôn đó là cannot get a tức là mình không thể nào access cái thằng a này trước khi chúng ta initialization tức là trước khi chúng ta khởi tạo vậy thì cái thằng a này bắt buộc mình phải in ra sau khi mình đã khai báo và mình có thể chạy lại thử ha. Thì đây, chúng ta in lên được cái thằng là 30. Chúng ta hoàn toàn có thể test bằng cách là đặt một cái debugger. Ok, và chạy lại này. Thì cái quy tắc nó mặc định là undefined nó vẫn còn ha, mặc định nó vẫn là undefined. Nó chẳng qua nó tạo thêm một cái khu vực là TDG thôi. Thì trong khu vực này chúng ta không lấy được giá trị ra. Chứ thực tế nó vẫn set một cái memory là undefined ở đây. Và thằng này nằm trong cái tầm vực là script. Và khi chúng ta thực thi tới cái dòng số 5 á, thì nó sẽ gán giá trị là 30 và nó sẽ bước vào một tầm vực mới và khi bước vào tầm vực mới nó chính là cái tầm vực block này này thì trong tầm vực block này tương tự ha nó khởi tạo tầm vực nó cũng sẽ bắt đầu một cái TDG và tới cái chỗ này nó sẽ kết thúc cái TDG khi nó đã khởi tạo hoặc là đã gán bằng ở chỗ đây đấy vậy là đối với thằng nem này tương tự thằng A ha nếu chúng ta in ra ở dòng 12 tức là sử dụng trước khi khai báo thì chúng ta cũng sẽ nhận được một thông báo lỗi. Đây, lỗi của Pháp không thể đọc được cái thằng nem này. Và tương tự thằng nem này chúng ta hoàn toàn có thể in ra ở đây. Tại vì nó đã rời khỏi khu vực của TDG rồi ha. Và trở lại chúng ta sẽ in được giá trị là zinvin. Còn đối với cái thằng full name này, tương tự full name chúng ta cũng không lấy được ha. Chúng ta cũng sẽ gặp lỗi ở cái dòng này. Tuy nhiên nó sẽ khác một xíu ở đây. Đó là chúng ta chỉ cần khai báo thôi, chứ mình không nhất thiết phải gán giá trị nha. Nếu chúng ta chỉ khai báo thôi á, thì theo cái quy tắc của JavaScript, một biến khai báo mà chưa có giá trị thì mặc định nó sẽ là undefined. Thì chỗ này chúng ta sẽ chạy được, chẳng qua nó là undefined thôi chứ nó không báo lỗi nha. Và đây mình sẽ chạy lại. Đây chúng ta sẽ được undefined ngay dòng 19 bởi vì chúng ta chỉ khai báo full name thôi chứ mình không có gán giá trị. Thì từ những ý thức này chúng ta có thể học thêm một cái nữa liên quan tới scope. Đó là nếu như cái đống này á, nó chỉ có tầm vực nằm trong scope là script thôi á, thì hai script khác nhau chúng ta không thể nào chia sẻ biến được ha cái biến a này nó nằm ở trong cái script này ví dụ bên này chúng ta có một cái biến a 2 chẳng hạn thì nó sẽ nằm ở trong một cái scope hoàn toàn khác hai cái scope khác nhau thì chúng ta sẽ không thể nào truy cập được vào một cái biến dùng chung cho nên là để chia sẻ dữ liệu giữa hai file á thông thường chúng ta sẽ phải đẩy ra cái cấp cao hơn thì cái cấp cao hơn trong trường hợp này nó chính là cái tầm vực global mà tầm vực global nó chính là Windows mà Windows nó cũng là disk luôn ha. Vậy là chúng ta có thể chia sẻ biến giữa hai file này. Ví dụ như sau. Trong thằng index.html, coi như là cái ứng dụng của mình ha. Mình có hai cái script là hai file riêng. Và cái thằng tdg này, nó được chạy trước. Rồi sau đó nó mới thằng main. Giả sử ở trong tdg, chúng ta tạo ra một cái thằng được lưu vào trong Windows chẳng hạn. Windows.hello bằng word. Rồi chúng ta có thể ghi là disk ha. Ví dụ disk.cos khoa học chẳng hạn. Bằng... Java Đây, thì hai biến này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ở trong thằng main nha. Ví dụ ở trong đây mình console.log this. hello chẳng hạn. Đó, tại vì this nó cũng là window thôi. Ở đây mình có thể ghi là window. Và bên này mình mình sẽ lấy là window.cost chẳng hạn. Nó hơi ngược một xíu để các bạn thấy nó như nhau ha. This với lại window nó sẽ như nhau. Chúng ta xóa này đi. Và chạy lại này. F5 thì rõ ràng các bạn thấy ở trong cái thằng main.js mình vẫn lấy được cái thằng world và mình vẫn lấy được cái javascript này và thực sự chúng ta cũng không cần phải ghi disk và window ha tại vì ở trong cấp này á nó sẽ tự động nó hiểu đây là lấy từ window và chúng ta chạy lại này mình vẫn in được giá trị này cho nên chúng ta rút ra một cái lần nữa ha đó là nếu chúng ta muốn chia sẻ dữ liệu giữa hai cái scope khác nhau á thì bắt buộc mình phải đẩy lên cái cấp cao hơn thì trong trường hợp này chính là cái cấp global còn nếu chúng ta khai báo từ khóa less thì mình chỉ dùng được trong cái tầm vực này thôi. Tương tự nếu chúng ta khai báo name ở đây thì cái thằng name này mình cũng chỉ được phép dùng ở trong cái khu vực của scope của nó thôi, chứ ở bên ngoài này ha, bên dưới này, chúng ta không thể nào in ra được cái name nha. Cái name ở đây nó không lấy được và chúng ta sẽ bị thông báo lỗi này. Hello undefined. E Bởi vì cái dòng này chúng ta không lấy được cái name. À bên này mình sẽ xóa đi ha, xóa đi. Và trở lại này. Ok đó chúng ta không có cái name cái nem bây giờ mình đang gán là gnv đúng không? Nhưng bên này mình không lấy được ha, bởi vì nó không nó không phải là cái biến nem ở trong đây. Tại vì nó nằm ở trong một cái scope hoàn toàn khác. Rồi, cái này nó lại liên quan tiếp tới một kiến thức nữa ha, đó chính là cái scope chain là cái chuỗi scope nó sẽ truyền vào cho những thằng con. Thì cái thằng này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong các video tiếp theo.